Sáng ngày 24 tháng 5 năm 2021, nhằm ngày 13 tháng 4 năm Tân Sửu, Phái đoàn lãnh đạo chính quyền tỉnh Quảng Nam do ông Lê Trí Thành, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đến thăm chúc mừng Phật đảng đến Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam tại văn phòng Ban trị sự Chùa Đạo Nguyên, thành phố Tâm Kỳ. Đi cùng đoàn còn có bà Huỳnh Thị Thùy Dung, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, ông Nguyễn Công Thanh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Lê Thái Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, ông Mai Quang Vĩnh, Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh, Hòa thượng Thích Thiện Thành, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam, Hòa thượng Thích Phước Minh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Giáo dục Phật giáo tỉnh, Đại đức Thích Viên Trần, ủy viên dự khuyết hội đồng trị sự phó ban kim chánh thư ký ban trị sự phật giáo tỉnh cùng chư tôn đức thường trực ban trị sự phật giáo tỉnh văn phòng ban trị sự tiếp đoàn sau khi đoàn dân hương tưởng niệm trước giác linh đài cố trường lão hòa thượng thích thiền duyên phó pháp chủ hội đồng chứng minh giáo hội phật giáo việt nam chứng minh ban trị sự giáo hội phật giáo việt nam tỉnh quảng nam viện chủ chùa đạo nguyên tân viên tịch Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Trí Thanh đã thăm hỏi sức khỏe và có lời chúc mừng Phật Đảng An Lạc, kiết tường đến Ban trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Nam cùng Chư Tăng Ni, Phật tử trên địa bàn. Ông cũng cảm ơn sự nhất quán và kịp thời của Ban trị sự Phật giáo tỉnh trong công tác chỉ đạo phòng ngừa dịch bệnh COVID-19 đối với Tăng Ni Phật tử, Đồng thời, ông cũng bày tỏ hy vọng trên nền tảng tốt đạo đẹp đời, Ban trị sự Phật giáo tỉnh sẽ tiếp tục đồng hành cùng chính quyền địa phương để góp phần vào công cuộc phát triển tỉnh nhà trên nhiều phương diện thông tin về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam cho rằng, trên địa bàn đã và đang kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, trong thời gian tới, các quyết sách cũng sẽ được nới lỏng dần để đảm bảo thuận tiện cho đời sống sinh hoạt của người dân. Các chính sách xã hội được quan tâm, tỉnh cũng đang triển khai nhiều giải pháp để sớm khôi phục và phát triển kinh tế. Trước diễn biến còn phức tạp của dịch bệnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam mong muốn Ban trị sự Phật giáo tỉnh tiếp tục động viên tăng ni, Phật tử cùng toàn dân thực hiện tốt các giải pháp phòng chống dịch Covid-19, có cách thức tổ chức sinh hoạt tôn giáo phù hợp. Bên cạnh đó, huy động các nguồn lực để hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh. Thay mặt Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Hòa thượng Thích Thiện Thành cảm ơn Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Trí Thành cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan tỉnh đã quan tâm sâu sắc nhận thời gian đến thăm chúc mừng Phật đản Phật lịch 2565. Hòa thượng trưởng ban trị sự Phật giáo tỉnh cũng thông tin đại lễ Phật đản năm nay do tình hình Covid-19 còn phức tạp, Phật giáo tỉnh không tổ chức các sự kiện kính mừng Phật đản tập trung đông người thực hiện nghiêm các khuyến cáo của Bộ Y tế và văn bản chỉ đạo của chính quyền các cấp cho công tác phòng chống dịch bệnh, đẩy mạnh chương trình an sinh xã hội. Đồng thời, Hòa Thượng còn cho biết, hòa cùng niềm vui, hân hoan, kính mừng Đại lễ Phật Đảng, Chư Tăng Ni Phật tử Trung tỉnh cũng đã tích cực tham gia ứng cử và bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp vào ngày 23 tháng 5 vừa qua.